Hi, hello, xin chào tất cả các bạn và các anh chị đến với kênh của Hyundai Hyundai nha. Hôm nay thì Đào muốn chia sẻ với anh chị và các bạn một thông tin, đó là về chiếc Hyundai Elantra này. Và khẳng định với anh chị và các bạn luôn, đây là thời điểm tốt nhất để anh chị và các bạn quyết định mua xe Hyundai Elantra, đặt xe để chúng ta sẽ chạy thuế trước bạ 50%. Khi mà ngày 15 tháng 11 thì chỉ cách thời điểm này là 10 ngày thôi để anh chị và các bạn quyết định mua xe Hyundai Elantra, đặt cọc giữ giá và chạy thuế trước bạ khi đến ngày 15. Đây là một cái thời điểm tốt nhất cho anh chị và các bạn luôn. Để anh chị và các bạn quyết định là sẽ mua chiếc xe này tại thời điểm hiện tại để chạy thuế trước bạ, thì anh chị và các bạn hãy chú ý lắng nghe giá xe Hyundai Elantra lăn bánh tại thành phố Hồ Chí Minh, các phiên bản lần lượt là như sau, với ưu đãi kép vô cùng tốt cho anh chị và các bạn. Elantra 1.6 số tự động là chiếc xe này. Đây anh chị xem, cameraman có thể quay một vòng xe. Đây là chiếc Hyundai Elantra 1.6 số tự động, là chiếc xe sedan hạng C, lăn bánh tại thành phố Hồ Chí Minh chỉ có 671 triệu đồng. Một chiếc xe mới mà lăn bánh tại thành phố Hồ Chí Minh ra hết giấy tờ là 671 triệu đồng. Thì không có lý do gì mà anh chị và các bạn không đưa chiếc xe này vào cái danh sách những chiếc xe mà chúng ta sẽ đi xem và lựa chọn mua. Đi xem thì xem ở đâu? Anh chị và các bạn có thể add Zalo số điện thoại của Đào ở trên kênh là 0931443055. Anh chị và các bạn có thể gọi trực tiếp cho Đào luôn để chúng ta ghé showroom xem xe và chọn một dòng xe Hyundai Elantra này để đặt cọc mua xe với chương trình khuyến mãi lên đến 45 triệu đồng và hưởng 50% thuế trước bạ đến trường chính phủ. Thì đây là thời điểm để anh chị và các bạn quyết định xuống cọc mua xe và chạy thuế Hyundai Elantra. Còn đối với Hyundai Elantra 1.6 số sàn thì có giá lăn bánh là 592 triệu đồng. Hyundai Elantra 2.0 là 715 triệu đồng thôi. Nhắc lại với anh chị và các bạn là Hyundai Elantra 2.0 lăn bánh tại thành phố Hồ Chí Minh chỉ có 715 triệu đồng. Và Elantra Sport hay còn gọi là Elantra 1.6 Turbo thì lăn bánh tại thành phố Hồ Chí Minh chỉ có 777 triệu đồng. Anh chị và các bạn, chúng ta đang có nhu cầu mua xe, chúng ta đang có ý định mua xe Hyundai Elantra mà chúng ta chưa có biết là thời điểm nào mua sẽ có ưu đãi tốt nhất, thì đây là thời điểm tốt nhất để anh chị và các bạn mua xe trong năm. Tháng 11 là cái tháng mà khi mà chúng ta vừa nghỉ dịch. Đó, vừa nghỉ Tết và dịch Covid xong thì bước sang tháng 11 là đại lý giảm giá cho chiếc Hyundai Elantra này rất là nhiều. Ở bên cạnh đó, anh chị và các bạn đặt cọc mua xe thời điểm này thì ngày 15, rất có thể là ngày 15 tháng 11, thì chỉ hôm nay là ngày 5 tháng 11 thì chỉ còn 10 ngày nữa anh chị và các bạn quyết định đặt cọc mua xe giữ giá và chạy thuế trước bạ nước rút để chúng ta có xe đi Tết, có xe phục vụ cho gia đình, có xe phục vụ cho công việc. Hãy liên hệ với Đào qua hotline 0931443055 để Đào tư vấn cho anh chị và các bạn mua xe. Đến đây thì Đào xin kết thúc clip tại đây và đừng quên là hãy bấm nút đăng ký kênh và nút like để Đào có nhiều động lực hơn làm những clip thật là hay, cập nhật những gì hot nhất về giá xe của các dòng xe Hyundai cho anh chị và các bạn. Xin cảm ơn và xin chào. Hẹn gặp lại tất cả các bạn và các anh chị ạ.